Xin chào các bạn. Hôm nay Bố Quý và Mai Chi sẽ cùng nhau làm một video để giới thiệu các bạn biết. Nhưng mà đồ thì sao Bố Quý cần? Đồ ở trên tay con thì thấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món gạo lứt. Gạo lứt cho một gạo lứt bạn. Đó là bạn Mia. Được. Xin mời bạn Mai Chi hãy giới thiệu cho các bạn nguyên liệu cần thiết để làm món pizza. Đó là gì đây? Đường. Và đây là một món ăn, đó là vô để cho nó ngọt lên. Và bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị tiếp nha. Wow, thật là nhiều nguyên liệu. Đây. Mời bạn Mai Chi làm khẩn trương nào. Cần chính thế này. Gì nữa nào? Bố Quý ơi, Bố Quý có làm không? Bố Quý có chứ. Dạ, bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình làm gì đây? Cái tiền kia là gì đây? Nhưng mình cần chuẩn bị một cái bát đúng không? Vâng. Bây giờ bát ở đâu đây? Bát ở đây. Đây, cần cho nguyên liệu mà. Cho nên để cho nguyên liệu. Hả? Thế đang làm video rồi con lại còn đòi bát cái gì nữa. Vậy cái này là bát được. Ừ. Rồi, nấu đi. Trứng rồi. Rồi. À, Mi đây rồi. Con mà không nhanh thằng Amy nó phá hết. Nấu đi khẩn trương, cho lò vào lò nướng đi, nướng hết đi. Đếm từ 1 đến 10. Đếm từ 1 đến 10 nhanh không Amy nó phá rồi. 1. Amy. Mai ai nhỉ? Ơi đừng giật. Bạn Mai Chi xin mời lấy món pizza ra cho các bạn nhỏ ăn nào. Đó là pizza hộp. Pizza hộp. Pizza hộp ngũ cốc đây rồi. Đâu? À quên. Xin mời các bạn nhỏ ăn. Đây là món pizza hộp đây. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại trong video lần sau nhé. Bye bye các bạn. Bye.